Tại Hội thảo Trà Vinh, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 vừa diễn ra, ông Trần Minh Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh chủ trương phát triển du lịch thuận thiên ở những vùng có hệ sinh thái riêng biệt, dựa vào sinh kế của người dân để xây dựng những sản phẩm vừa tạo công ăn việc làm, vừa tăng thêm thu nhập, tiến tới xóa đói giảm nghèo. Theo đó, địa phương đã ra mắt một số sản phẩm đặc trưng như du lịch thuận thiên Cồn Chim, du lịch tự thân Cồn Hô, du lịch hợp điểm Cồn Trứng. Sinh sống tại ấp Cồn Chim 34 năm là chi hội trưởng hội phụ nữ ấp, bà Nguyễn Thị Bích Vân cho biết, chị em thử nghiệm mô hình du lịch với mong muốn nâng cao thu nhập cũng như phát triển kinh tế địa phương. Theo bà Vân, Cồn Chim có lợi thế khi năm 2017 được công nhận ấp nông thôn mới. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tập huấn cách giao tiếp, ứng xử, cách trang trí thức ăn, kỹ năng đón tiếp khách. Năm 2019, mô hình du lịch Thuận Thiên Cồn Chim hình thành với 14 hộ làm trực tiếp, gồm 3 hướng dẫn viên, 9 điểm đến, 2 người đưa đò. 10 hộ làm gián tiếp là những hộ trồng rau, nuôi tôm cá, làm gạo, cung cấp cho những nhà làm du lịch. Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh cho biết, năm 2022, Trà Vinh đặt mục tiêu đón 1,2 triệu lượt khách và 4 tháng đầu năm đã đón trên 200.000 lượt, dự kiến đạt được mục tiêu đề ra. Trà Vinh đang kết nối với 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh có ý tưởng sẽ giúp tỉnh mở tour nhiều hơn. Với một tình cảm, Thành phố Hồ Chí Minh đã đỡ đầu cho Trà Vinh từ kháng chiến đến nay. Trà Vinh kỳ vọng Thành phố Hồ Chí Minh là cầu nối, chi phối cơ bản nhất lượng khách du lịch đến Trà Vinh. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.